Chào mừng quý vị đã quay lại kênh, kính chúc quý vị ngày mới vui vẻ, tràn đầy sinh lực và sau đây là phần cập nhật tin tức trong ngày. Cháy nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh khiến hai bố con tử vong, vợ bị phỏng nặng. Một đám cháy lớn xảy ra rạng sáng 18/6 tại một căn nhà trên địa bàn phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh khiến ba người thương vong. Một số nhân chứng cho biết, khoảng hơn 1 giờ ngày 18 tháng 6, người dân phát hiện lửa bốc lên cuồn cuộn từ một căn nhà trong hẻm đường kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Người dân huy động bình chữa cháy hỗ trợ gia chủ nhưng bất thành, nên báo cơ quan chức năng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương đã có mặt và dập tắt đám cháy sau đó ít phút. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hai thi thể nằm trên gác lửng của phòng trọ, một người bị phỏng nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến 9 giờ sáng cùng ngày khu vực xung quanh bị phong tỏa. Hai người tử vong là ông Quách Văn Hỏi, sinh năm 1975, thường trú tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, và con gái là Quách Triệu Vi, sinh năm 2011, đang học lớp 3. Người bị phỏng nặng là bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1976, vợ ông Hỏi. Hiện bà Loan đang được điều trị tại bệnh viện 115. Đến 9 giờ cùng ngày hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh, hãy bấm nút like, subscribe và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào tạm biệt.